Đồ gỗ thì Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2018. Trong video clip này thầy Luân sẽ giới thiệu hai chiếc bàn thờ, một chiếc gỗ vụ và chiếc gỗ mít. Chiếc đang hoàn thiện vernis đây là chiếc gỗ mít, kích thước là 176, rộng 87 và cao 1m17, chân 14. Toàn bộ là đục chạm hoàn toàn thủ công. Và trên là còn một cái ngai thờ bằng gỗ vụ, rộng 47, sâu 37 và cao 81 phân. Ở bên cạnh này cũng là một cái bàn thờ triện Phúc Thọ. Cho loại mẫu triện tàu là rất chân 14, dài 2m17, rộng 107 và cao là 1m27, mặt ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 5 phân, rất là dày. Và quay trở lại cái bàn gỗ mít này, thầy Luân đã hoàn thiện xong một cái đi đây để chuẩn bị bàn giao cho bác khách hàng ở thành phố Hải Phòng, ở lô 16, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Mẫu sập thờ Phúc Thọ kim tiền, gỗ mít, toàn bộ mít ta hết, trần xì không có rác nào cả. Đây là cỗ ngai gỗ vụ, ngai có tiện, ngai cũng rất là nhỏ, ngang 47 và sâu là 37, cao 81 phân, rất là phù hợp để trên chiếc bàn thờ này. Ở ngoài cái mẫu bàn thờ nhỏ ra thì Luân còn sản xuất cái những mẫu bàn thờ to hơn như này rất nhiều, theo kích thước yêu cầu, gọi là kích thước có sẵn như là 1m55, 1m76, 1m97 hoặc là 2m77. Khách có thể đặt hàng theo yêu cầu và gọi điện theo số 0972 770 888 và 0967 110389. Quý khách có thể gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc truy cập trực tiếp vào Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân để cập nhật những hình ảnh mới nhất Thành Luân thì tôi up lên hàng ngày. View clip quý vị đang xem đây là Thành Luân quay trực tiếp tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Vì trong này một chiếc kệ TV ô hương đỏ của Lào. Thì mình quý vị xem là Thành Luân đang giới thiệu trước bàn thờ gỗ mít mẫu Phúc Thọ kim tiền, gỗ mít 100%, cả một chiếc ngai gỗ. Bên cạnh này là đang đánh trước bàn thờ gỗ vụ rất là to, để chiều hôm nay Thành Luân sẽ bàn giao cho khách hàng tại Hải Phòng. Nhưng cái bàn mít này Thành Luân làm rất là dày dặn và chắc chắn, chân vuông 14, mặt dày phân rưỡi, khu tranh cũng dày 4 phân và đường nét đục chạm rất hết sức là tỉ mỉ. Quý khách nào có nhu cầu muốn đặt một trong mỗi bàn thờ có mít đẹp như này liên hệ với Thành Luân theo số điện thoại ghi trên mình đây, hoặc quý khách có thể gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc truy cập trực tiếp vào là Facebook Đồ Gỗ Thành Luân. Khi bàn thờ này đã đúng vị trí ở phòng khách, phòng thờ ở đây kỳ rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Bàn thờ gỗ mít kích thước 1m76, rộng 87 và cao 1m17 đã đặt đúng vị trí của gia đình nhà khách hàng cùng một chiếc ngai, ngai thờ loại nhỏ. Khi bàn thờ gỗ mít đặt đúng vị trí thì trông rất là trang trọng, rất là đẹp. Ngoài chất liệu gỗ vụ giống này ra thì mình còn sản xuất gỗ vụ ở gỗ mít. Ngoài chất liệu gỗ mít ra thì mình còn sản xuất gỗ vụ, gỗ hương. Đây là cái bàn thờ gỗ mít, kích thước là 1m76, rộng 87, cao 1m17, rất là phù hợp cho những cái không gian phòng thờ nhỏ gọn. Và đây gọi là mẫu thờ, mẫu bàn thờ Phúc Thọ kim tiền, phúc là rơi ngậm chữ thọ và cài sâu tiền ở hai bên, rất là ý nghĩa. Tiền như sẽ cho tuốt lại lượt để trước khi bàn giao cho khách hàng được đẹp lắm này. Đây là cái ngai thờ gỗ vụ. Quý khách hàng có nhu cầu muốn đặt hàng liên hệ với Đồ Gỗ Thành Luân theo hai cơ sở: cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ 0972 770 888 và 0967 110389. Thì xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong video clip sau.